gió tinh băng rửa gạt lại. Đây là hơn 30 bot, 32 bot. Đây mở chỗ long mạch, tại vì trước mở 2 bot có lợi, này mở 32 bot cũng kỳ lỗ. Rồi, khai mạc nào. Dịch băng đi gió. Ô! Oh! Rồi, 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 khai mạc ngon, khai mạc ngon. Lắng các thư 4 lần nha, 4 năm. Ô, oh, được 5%. Rồi, thứ hai nào. Rồi, cái kia. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. À, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video trong game của S6.TV nha anh em ơi. Thì bên này nó open được 10 ngày. Hiện nay mình mới xoay lên cái Win 2.5 đây nhưng mà chưa đọc được cái dòng gì hết. Thì mới chuyển qua RF. Chuyển qua RF thì bữa mà GMG thì đang có bộ Omega, bây giờ mình chuyển qua RF thì là cái bộ Alpha. Thì đọc từ hai cái dinh này cũng được, chỉ cần thay cái pen thôi, nhưng mà tiếc ví dụ nhưng mà đọc một xịt thì nó lại vẫn là Omega, cho nên là thôi mình mở bot mình kiếm luôn một bộ mới nha anh em ơi, với lại kiếm cái pen Alpha, hy vọng là may mắn. Thì bây giờ mình nó có ít bot cấp 7 thì mình mở luôn để mình kiếm cái thì cà rốt đi, mở luôn kiếm mấy món DL đang còn thiếu để bữa sau có chơi set 380. Đây đang có 12 bot. Hồi sáng mở thì nó không ra cái nào hết. Hy vọng trượt đó, bây giờ nó lại ra cung. Ồ bây giờ mở nó lại ra cung kìa. Ồ ra quần luôn này. Vãi quần quần 10%. Thành hai set này động ra. Rồi quần tiếp kìa. Quần RF, quần DL không ra. À nó đứt một lần đây. Rồi, rồi, hên quá. Vứt cái này luôn. Hay lên, hay lên, hay lên, hay lên. Giày ma vương, ôi vãi. Giày thanh nữ, ép nó ra hoài vậy. Từ khi không chơi ép thì bây giờ mở nó còn ra đầu ép thôi anh em. Như vậy là ra được một cái khung này cũng được này. Đặt căn 2 đi. Ra cầm lực để mình lên cho nó một cái bút 380 đi. Mũ ma vương này, mũ quá trời mũ rồi. Rồi chị vương quá trời chị vương, ôi 10-20 luôn. Tay đây là quần đây là lãi rồi. Quần thần long không ổn rồi. Lại cung. Mấy bữa mở cung nó không ra cung, bây giờ nó lại ra cung rồi. 10% luôn kìa. Cho cuồng phong đao, vãi cứt thật. Lúc cần thì không ra, mà lúc ra thì lại không có cần nữa rồi. Rồi bây giờ về có ba cái này về cộng hưởng, tôi xem nó lấy được món nào không nha. Cộng hưởng được món nào thì hai món đó còn phải đây thôi. Đúng. Rồi vứt một món. Chân hả? Chân HP ở đây đi. Đúng. Rồi vứt hai món. Quần quần rồi. Còn HP ở đây luôn đi. Rồi vứt 3 món luôn. Như vậy không được món nào anh em ơi. Một loạt nhưng mà nó cùi với nó ghé với nó lỡ với nó tờ lừa hột dừa. Có cái giám sát thương này cộng được không? Còn là 10% cộng cái gì? Chân này HP cộng luôn. Làm lại. Đúng. Rồi xịt luôn. Cái này lên là ngon này. Rồi và ai thật. Không lên được. Thôi đi mở anh em, sáng xui như đó được rồi. Hy vọng là ra dinh, gió dinh băng rửa gạt lại. Đây là hơn 30 bot, 32 bot. Đây mở chỗ long mạch, tại vì trước mở 2 bot có lợi, này mở 32 bot cũng kỳ lỗ. Rồi khai mạc nào. Dinh băng đi gió. Ô oh! Rồi rồi rồi, khai mạc ngon, khai mạc ngon. Lắng các thư 4 lần nha, 4 lần. Ô được 5%. Rồi thứ hai nào. Rồi cái kỹ năng luôn đẹp. Tiếp rồi 2% được nha. Tiếp nào. Dinh băng. Ôi dinh gió tiếp rồi.
Ôi cái tin kìa, cái tin đỉnh có chóp, cái tin đỉnh có chóp nha. Thời đấy rồi, có lời, có lời, có lời. Tiếp băng, băng, băng. Ồ, lại kỹ năng kìa, 12. 12. Ồ, 2% tiếp hả? Rồi, tiếp nào, dinh băng, dinh băng, dinh băng. Dinh băng đây. Rồi, đừng có ra nhấn đất, ra dinh băng. Dinh băng nha, dinh băng nha, dinh băng nha. Ồ, lại gió tiếp. Sao nhiều gió thế? Nhiều gió thế nhỉ? Ồ, này, ồ, 10% này. Ra băng đường đội ai? Băng đây. Băng. Rồi, ra chuyển xét, 12. 10% được đó. Nhưng mà cần dinh băng, cần dinh băng, cần dinh băng, cần dinh băng nha. Dinh băng này. Lại gió này. Từ từ thôi, từ từ thôi. Dinh băng này, rồi lửa này, xong rồi, mới ra đầu cù rồi. Dinh băng này, ô, hỏng rồi, chắc chắn là chậm được. Ba cái dinh gió mà không ra cái dinh băng hả? Để cho nó đủ bộ hả? Bao nhiêu gió nhà vinh băng để đổ bộ hả? Băng, ô tuyệt vời. Chọn đây là trong đây là hên liền, trong đây là hên liền lên nào. Pip, ô lại 5% kia. Tiếp cái băng này đứng một kêu đi. Ô lửa rồi. Băng nào vinh băng, vinh băng, vinh băng. Ô lại cái chuyển xếp kìa. Ô 12 2. Dinh băng, dinh băng, dinh băng. Ô đứng lệch tông rồi, đứng lệch đầy và long mạch. Ô đúng long mạch cũng thế. Dinh băng nào, dinh băng nào. Rồi lại phép thuật. Dinh băng nha, dinh băng nha. Cái gì vậy? Dinh băng, dinh băng, dinh băng, dinh băng, dinh băng. Dinh băng. Rồi thôi 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 hỏng rồi. Hết 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 long mạch rồi. Mấy cái đảo ngon thế, biết mấy cái đảo ngon được rồi. Nó ra ba cái gió luôn. Ngưng là đẹp đấy. Đây đây đây. Đây. Dinh băng. Kỹ năng này 12 đi. Ô tuyệt vời. Ô 20 được 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 được. Tinh băng đi, ô kìa, lên 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 cha nào, lên cha nào, tinh băng nào, trời ơi, cái này nó là tinh băng thì đúng một bộ đỉnh luôn, tinh băng nào, rồi lại dây chuyển băng chứ không tinh băng hả, năn nỉ ra lấy một cái băng vip nữa nào, lại dây chuyển gió rồi, băng 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 băng, kìa, năn nỉ đấy, tinh băng tinh băng tinh băng tinh băng. Đó, hỏng rồi. Dinh băng, dinh băng, dinh băng. Ô, hỏng rồi anh em ơi. Mô vịt, mô vịt, mô vịt, mô vịt. Lên lại, lên lại, lên lại. Lên lại đây. Đảo nó ra một loạt vậy, tướng ngon, tướng tỷ lệ ngon. Đây. Băng. Rồi, lại cái đó kìa. Tiếp, 4-5. Ồ cũng được. Nhưng mà không có băng kìa. Băng nào, băng nào, băng nào. Băng. 4 nào, 4 4, 4 nào. 4 4 4 nào. Lúc. Ồ mà hai sao giống nhau thế. Rồi thì cũng được không sao. Lúc. Băng tiếp. Ồ. Ra thêm một cái nó chưa đủ 3 bộ nào. Một cái nó là đủ 3 bộ nào. Lúc, kỹ năng kìa, 12, 12. Ồ, 4 cái, 3 kỹ năng rồi. Hai cái băng rất là đẹp, hai cái băng rất là đẹp nha. Rồi, và ai thật. Một cái băng nữa thôi, một cái băng rất là đẹp. Lúc, băng, rồi, hỏng rồi. Như vậy là được có hai cái kinh băng thôi anh em ơi. Còn một loạt gió này, một loạt pen này là pen cùi hết. Này, cùi này. Cùi này. Cùi này. 10% lấy lại, 10% lấy lại, 200% lấy lại. Bứt này. Bứt này. Ui này. Ui này. Ui này. Ui này. 10% lấy lại. Rồi còn mấy cái này để lại có nhiều khi anh em nó cần.
hơi đen nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ kích nó luôn, hy vọng là nó sẽ may mắn ở những lần kích đầu tiên. À, thì lấy mấy cái bôi bên này về cộng hưởng luôn, tạo chất thương này. Đó, HP có chưa? HP có rồi, HP có chưa? Lấy là mấy cái phôi này cộng hưởng cái này. SD OK, làm mấy nháy cộng hưởng xong mình sẽ pick cái band luôn. Mình sẽ pick cái band này luôn, cái bộ những band alpha luôn. Bây giờ mũ nha, mũ chưa có dáng vết thương này. Xịt luôn kìa, đây lên đi. Xịt lốn kìa, quần vào quần HP đây, xịt. Ồ, con này có SD thôi, SD thôi, đi lại không không còn hướng nữa. Chân này là dám nó thương nha, à có dám nó thương rồi mà, phải lại là dư. Ừ, thì là con qua đây. OK, giờ về đi kích nha. Bây giờ mình sẽ lấy Ngọc Thần ở đây mình kích. Rồi, trước tiên là mình sẽ kích một bộ alpha, là mình sẽ sẵn cái này đi. Mình lựa hai cái ngon nhất nha. Cái này 10 đấy thì mình lại lựa cái 5% này. Cái 44 này. Đấy, còn mấy kia thì mình từ từ mình kích sau. Bắt đầu tìm nha, ba phát luôn. OK, hy vọng là full nha. Ô mày gà vãi đái. Ô mày gà vãi luôn, vãi kìa. Hai bộ Omega. Ăn pha nào, ăn pha nào. Grand vãi, đi quen, trời ơi. Đùa thật đấy, nó ra ba cái tào lao mấy lao luôn kìa, bây giờ lại phải kích hai cái này thôi. Rồi alpha xịt kìa, alpha xịt kìa. Ô ai được một cái alpha ấu thế. Không ổn anh em ơi, nó xịt hai phát mất 21 thần. Ăn phải được một cái này, bây giờ là mình sẽ cái này 44 10 hả, cái này cũng 44 rồi, làm 44 10 đập cái này đi. Alpha nha. Rồi, một cái alpha này. Đập cái này lại đi. Đập cái này đi. Rồi, alpha tiếp nào. À, hiền quá. OK. Như vậy là Omega này cũng đang được một cái VIP. Đây. Một bộ Omega VIP đây. Cũng 44 chứ đùa ở đâu. Này 2%, cái này 10%. Bây giờ mình làm thêm bộ nữa nha. Làm thêm một bộ nữa.
À, cái này chưa có ốp mà. Chưa có ốp thì để chút xíu nó đập nhé. Xịt đã. Ôi, đập hai cái này xịt đã hai kìa. Thôi được rồi, hỏng rồi anh em ơi. Ôi, đang ngon mà tự nhiên lại to mất rồi. Đang ngon mà to mất rồi. Bộ này thì để từ từ đấy, đường nào cũng thiếu mà. Mấy cái này để ra đi. Nào cũng thiếu mất mấy cái gì. Rồi, cái của đây ra. Nói chung là lên được bộ này cũng ngon anh em ơi. 40, 4 đấy à. À 20. Rồi, nói chung là lại tạm ổn. Rồi, video này mình chỉ kết thúc tại đây anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Bye.